khan hiếm cá, ngư dân ở Brazil chuyển sang thu gom rác. Theo Reuters, tại vịnh Guanabara, tình trạng thiếu cá do mức độ ô nhiễm nước cao đã khiến các ngư dân chuyển từ đánh bắt sang làm sạch đại dương. Dự án liên quan đến 25 gia đình ngư dân và được thúc đẩy bởi ORE, một doanh nghiệp Ý chuyên làm sạch đại dương, và tổ chức môi trường Brazil Sea Initiative. Chuyên gia về kinh tế nói rằng, ngoài tác động đến môi trường, dự án còn giúp đỡ những ngư dân địa phương khi hoạt động buôn bán của họ bị ảnh hưởng bởi vùng biển ô nhiễm. Một ngư dân cho biết, trước đây, chỉ cần đứng trước cửa nhà đã có thể bắt được nhiều tôm và cá. Ngày nay, để đánh bắt được cá thì cần phải đi xa và mua xăng cho một chiếc thuyền để đi xa rất tốn kém. Thông qua sáng kiến làm sạch đại dương, trong 2 ngày làm việc, các ngư dân được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu. Đây là giai đoạn thứ 2 của dự án, dự kiến sẽ kéo dài 12 tháng, trong đó các nhà tổ chức hy vọng 100 tấn rác sẽ được thu gom. Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc rời khỏi cuộc họp ở Ukraine. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, Đại sứ Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia của Nga đã rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu trước Hội đồng gồm 15 thành viên và cáo buộc Moscow gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với cuộc xâm lược Ukraine. Nói chuyện trực tiếp với Nebenzia khi anh ta bước ra ngoài, Michel nói, bạn có thể rời khỏi phòng, có lẽ việc không nghe sự thật sẽ dễ dàng hơn. Michel cũng đã cáo buộc quân đội Nga về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, đặc biệt trích dẫn các báo cáo về bạo lực tình dục, trọng tâm của cuộc họp Hội đồng Bảo an và mô tả đó là một chiến thuật tra tấn, khủng bố và đàn áp. Trong tuyên bố của chính mình trước đó, Nebenzia đã bác bỏ dứt khoát bất kỳ cáo buộc nào về bạo lực tình dục của binh sĩ Nga, đồng thời lên án những gì ông nói là dối trá. Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Ông Michel nói trong Hội đồng Bảo an, ngài đại sứ liên bang Nga, hãy thành thật mà nói, Điện Kremlin đang sử dụng nguồn cung cấp lương thực như một tên lửa tàng hình chống lại các nước đang phát triển. Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang cố gắng môi giới cái mà ông gọi là thỏa thuận trọn gói để nối lại xuất khẩu lương thực của Ukraine và xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư để thảo luận về việc mở khóa xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dominica bị ám sát. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, các nhà chức trách cho biết, Bộ trưởng Môi trường của Cộng hòa Dominica, Orlando Jorge Meza, đã bị bắn chết trong văn phòng của mình. Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống, Jorge Figueroa, cho biết trong một đoạn video được đăng lên Twitter vào chiều thứ Hai rằng một nghi phạm được xác định là Miguel Cruz đã bị bắt giữ. Figueroa cho biết Cruz là bạn thời thơ ấu của Bộ trưởng nhưng không đưa ra động cơ tiềm ẩn cho vụ tấn công. Các nhân viên tại Bộ Môi trường và Tài nguyên Môi trường nói với các nhà báo rằng họ đã nghe thấy ít nhất 7 phát súng từ bên trong tòa nhà. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau đó. Ông Meza mất đi để lại người vợ hiện tại đang là đại sứ Dominica tại Brazil và hai người con trai. Ông Meza là một luật sư 55 tuổi, xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị và là con trai của cựu Tổng thống Salvador Jorge Blanco, một trong những người sáng lập đảng cách mạng hiện đại cầm quyền. Ông được bổ nhiệm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên từ tháng 8 năm 2020. Thủ tướng Johnson sống sót trong gang tấc của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Dẫn nguồn Reuters, việc Thủ tướng Boris Johnson sống sót trong gang tấc của một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã thống trị các trang nhất của tờ báo Anh. Phản ứng trước chiến thắng không đáng có của Johnson, trang nhất của The Times đã đưa hình ảnh Johnson trông có vẻ buồn bã. Tờ báo cũng đưa ra câu hỏi về tương lai chính trị của Johnson sẽ như thế nào. Mặc dù chiến thắng, nhưng cuộc bỏ phiếu là một đòn giáng mạnh vào Johnson, với 41% các nhà lập pháp của ông đã bỏ phiếu chống lại sự lãnh đạo của ông. Sau nhiều tháng bê bối và những lời dò xét, đã đặt ra câu hỏi về quyền điều hành nước Anh và đánh bật vị trí của ông trong lòng công chúng. Tổng cộng có 211 nhà lập pháp bỏ phiếu ủng hộ Johnson, trong khi 148 nghị sĩ của chính ông tuyên bố không tín nhiệm đối với lãnh đạo đảng bảo thủ, giúp ông giành chiến thắng xích sao chỉ 63 phiếu. Johnson đã phải chịu áp lực ngày càng lớn, ngay sau khi ông và các nhân viên tổ chức các bữa tiệc có cồn tại văn phòng và tư dinh của ông, khi anh đang bị phong tỏa để giải quyết đại dịch COVID-19. Nga tấn công các ngôi làng ở phía đông Ukraine để chiếm Donbass. Theo Reuters, trong khi Severodonetsk, một thành phố công nghiệp trọng điểm, vẫn là mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga ở phía đông Ukraine, thì các ngôi làng trong khu vực tiếp tục bị pháo kích bởi quân đội Nga bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk được gọi chung là Donbass. Theo cảnh sát quốc gia Ukraine, một người đã thiệt mạng và một người bị thương ở Zhukovka, cách Severodonetsk khoảng 100 km về phía tây vào Chủ nhật, mùng 5 tháng 6, sau khi bị trúng tên lửa gờ rát và pháo. Cư dân đã sàng lọc trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy của họ. Họ thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu và không biết phải làm gì. Nga cho biết họ đang thực hiện sứ mệnh giải phóng Donbass, nơi bị lực lượng ly khai của Moscow nắm giữ một phần kể từ năm 2014, sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội khỏi thủ đô Kiev và thành phố lớn thứ hai của Ukraine Kharkiv trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Cảnh sát Ý truy quét băng đảng ma túy Colombia, thu giữ hàng tấn cocaine. Theo Reuters, các nhà điều tra cho biết hôm thứ Ba ngày 7 tháng 6, cảnh sát Ý đã thu giữ 4,3 tấn cocaine với trị giá 240 triệu euro, tương đương 257 triệu USD. Đây là một đòn giáng nặng nề vào băng đảng ma túy Lan Để Góp của Colombia.
Cảnh sát cho biết đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất ở châu Âu, đã bắt giữ được 38 người ở 6 quốc gia: Ý, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Hà Lan và Colombia. Cuộc điều tra kéo dài hơn một năm và có sự tham gia của cả cơ quan tư pháp Colombia và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Ngoài cocaine, cảnh sát còn tịch thu 1,85 triệu euro tiền mặt. Các nhà chức trách Colombia cho biết, tháng 11 năm ngoái, họ triệt phá băng nhóm Lan Del Gop có mạng lưới mở rộng tới 28 quốc gia trên thế giới sau khi bắt được thủ lĩnh của nhóm. Họ cho biết thêm, họ đã khám phá ra một mạng lưới dày đặc quan hệ giữa các nhà sản xuất cocaine ở Nam Mỹ với những người mua ở châu Âu và những kẻ đã hậu thuẫn cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên khắp nước Ý, bao gồm cả ở Calabria. Cảnh sát cũng đã theo dõi 19 vụ vận chuyển ma túy liên tiếp từ tháng 5 năm ngoái, giúp họ xác định được những người trung gian quan trọng trong hệ thống buôn bán ma túy toàn cầu và một số lượng đáng kể những kẻ vận chuyển. Tổng thống Litva chào đón Thủ tướng Đức đến Vilnius. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Đức cho đã gặp Tổng thống Litva tại cung điện của Tổng thống ở Vilnius. Mục đích chuyến đi của Thủ tướng Đức cho là tham gia vào cuộc thảo luận xung quanh về việc bảo vệ sườn phía đông của NATO và cuộc xâm lược Ukraine của Nga với các nhà lãnh đạo Baltic. Trong chuyến viếng thăm của mình, ông sẽ gặp Thủ tướng Zija Šimonytė của Litva, Thủ tướng Kazakala và Thủ tướng Latvia Zija Nikazin. Người dân làng Giang Tây sơ tán do lũ lụt. Theo Reuters, nhiều người dân từ thành phố Gansu ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc đã phải sơ tán sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt hôm thứ Hai. Những trận mưa như chút nước tại quận Ganxian của thành phố từ 3 giờ đến 9 giờ vào ngày thứ Hai vừa rồi, với lượng mưa lên tới 265mm, làm ngập ruộng trồng trọt và đường xá. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo cao nhất về mưa bão vào sáng thứ Hai. Các lớp học của hơn 10.000 học sinh đóng cửa. Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Han Phang, vào khoảng 6 giờ và thực hiện giải cứu với 3 xuồng cao su và 2 xuồng cao tốc. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm kỹ lưỡng các ngôi nhà trong thị trấn và giải cứu được hơn 20 cư dân bị mắc kẹt vào lúc 19 giờ. Cổ phiếu của hãng hàng không SAS xuống thấp kỷ lục khi Thụy Điển không rót vốn. Chính phủ Thụy Điển hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6 cho biết họ sẽ không rót vốn mới vào hãng hàng không thua lỗ SAS và không đặt mục tiêu trở thành cổ đông lâu dài của công ty. Thông báo của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã khiến cổ phiếu của hãng giảm 14% xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Tuần trước, SAS cho biết một kế hoạch tái cơ cấu được công bố vào tháng 2 phụ thuộc vào việc huy động 9,5 tỷ tiền Thụy Điển, tương đương 968 triệu USD, tiền mặt và chuyển 20 tỷ tiền nợ thành vốn chủ sở hữu, cảnh báo các vấn đề thanh khoản nếu nó thiếu hụt. Nhưng không có cổ đông nào, bao gồm cả các chủ sở hữu chính đến từ Thụy Điển và Đan Mạch cam kết với kế hoạch này. Thor Arson cho biết, ông sẽ đề xuất với Quốc hội rằng SAS được phép chuyển các khoản nợ của chính phủ thành vốn cổ phần. Về lâu dài, chính phủ muốn thoái vốn hoàn toàn tại SAS. Hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định của Thụy Điển hỗ trợ chuyển đổi nợ là một bước quan trọng để chuyển đổi thành công. Giám đốc điều hành cầu SAS cho biết, để thu hút các nhà đầu tư mới, SAS phải cắt giảm chi phí vì các máy bay thuê chưa sử dụng do không vận Nga bị đóng cửa và phục hồi chậm ở châu Á. Trong những thập kỷ gần đây, Thụy Điển đã đầu tư 8,2 tỷ tiền mặt tương đương 834 triệu USD vào hãng hàng không, bao gồm cả thông qua các khoản vay để giải cứu công ty khỏi sự sụp đổ trong đại dịch COVID-19 khi hoạt động du lịch hàng không toàn cầu gần như dừng lại. Hiện tại, các hãng hàng không truyền thống phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các hãng hàng không giá rẻ. Vì thế, các hãng hàng không đang tìm kiếm các thỏa thuận với các liên đoàn lao động về việc cắt giảm chi phí. Hàn Quốc và Mỹ trình diễn sức mạnh không quân. Quân đội Hàn Quốc đã công bố đoạn video cho thấy một cuộc biểu dương sức mạnh không quân tập trận chung với Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 7 tháng 6. Trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Quinn Dieselman, người cho biết rằng sẽ có phản ứng mạnh mẽ và rõ ràng nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân. Cuộc trình diễn sức mạnh không quân với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, diễn ra một ngày sau khi quân đồng minh Hàn Quốc và Mỹ phóng 8 tên lửa đất đối không ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc để đáp trả vụ phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên vào ngày 5 tháng 6. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Sherman gặp người đồng cấp Hàn Quốc Châu Giang Đông tại Seoul để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Triều Tiên gần đây đã tổ chức một loạt vụ thử tên lửa và một số nhà phân tích tin rằng nước này đang chuẩn bị tiếp tục thử vũ khí hạt nhân sau 5 năm gián đoạn. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6 cho biết Triều Tiên đang tiến hành công việc xây dựng mở rộng các cơ sở chính tại bãi thử hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon. Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại World Cup của họ ở Qatar vào ngày 8 tháng 6 tới đây. Các đội phải xếp hạng sau khi xếp thứ 3 trong các nhóm vòng loại World Cup châu Á bởi họ không thể vượt qua vòng loại trực tiếp. Trong trận play-off châu lục lần này, đội thắng cuộc sẽ ở lại Qatar tham dự trận play-off cuối cùng gặp Peru vào ngày 13 tháng 6 để giành quyền vào thi đấu vòng chung kết World Cup tại Qatar bắt đầu vào tháng 11. Đối với Australia, họ sẽ tìm cách giành vé tham dự vòng chung kết lần thứ 5 liên tiếp, trong khi đó bên đối thủ còn lại là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ cũng sẽ nỗ lực hết sức có thể để giành tấm vé thứ 2 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất sau lần ra mắt đầu tiên tại kỳ World Cup 1990. Ở cuộc họp báo cầu thủ đội tuyển Úc chia sẻ,
cuộc chiến sẽ không dễ dàng. Cả hai đội đều đến đây là có lý do. Cả hai chúng tôi đều có chất lượng để đến World Cup. Chúng tôi mong đợi một trận chiến lớn, một trận chiến thể chất. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tuyệt vời. Đậu mùa khỉ lây nhanh, Quebec cung cấp vaccine phòng chống. Và thứ hai ngày 6 tháng 6, các quan chức y tế ở Montreal đã tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người được tiêm phòng bao gồm những người đã tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận trong 14 ngày qua. Trong bối cảnh nhiễm bệnh trong khu vực, ở Reddit cư dân Montreal cho biết sự gia tăng của các ca bệnh đã thúc đẩy anh ta tiêm vaccine. Tôi thích cảnh giác hơn vì rõ ràng nó khá dễ lây lan theo những gì tôi hiểu, anh ấy nói với Reuters. Tính đến thứ Sáu ngày 3 tháng 6, Cơ quan Y tế Công cộng Canada đã xác nhận 77 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ với 71 người ở Quebec, 5 người ở Ontario và 1 trường hợp Alberta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, theo báo cáo của Reuters và số liệu địa phương, khoảng 30 quốc gia không lưu hành bệnh đậu khỉ, với hơn 911 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ, chủ yếu ở châu Âu. Các nhà khoa học đang cố gắng ghi lại những lý do đằng sau sự lây lan. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc gần gũi và lần đầu tiên được tìm thấy ở khỉ, thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương da đầy mủ. Bệnh có thể tự khỏi trong vài tuần nhưng cũng có thể giết chết một phần nhỏ những người bị nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus hiếm gặp tương tự như bệnh đậu mùa ở người, tuy nhiên nhẹ hơn, và lần đầu tiên được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1970. Thủ lĩnh nhóm bạo động Joe Boy bị truy tố về tội âm mưu bạo động tại Hoa Kỳ. Theo một tài liệu của tòa án, cựu lãnh đạo của nhóm bạo động Joe Boy và 4 đồng bọn của anh ta đã phải đối mặt với cáo buộc liên bang mới về âm mưu bạo động vào thứ Hai ngày 6 tháng 6 vì liên quan đến cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Theo tài liệu, các công tố viên liên bang đang điều tra vụ tấn công đã đệ trình các cáo buộc mới đối với nhóm. Cả 5 bị cáo đều đã không nhận tội với các cáo buộc hình sự khác liên quan đến vụ tấn công. Bản cáo trạng mới cáo buộc 5 người đàn ông âm mưu ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng Tổng thống năm 2020 của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden trước Đảng Cộng Hòa đương nhiệm Donald Trump. Trump đã tuyên bố ông đã thua do gian lận bỏ phiếu. Các công tố viên nói rằng thủ lĩnh của nhóm đã đóng một vai trò quan trọng nhất mặc dù anh ta không có mặt ở Washington vào ngày hôm đó, sau đó đã bị bắt vì các tội danh khác. 3 thành viên của một nhóm bạo động khác đã nhận tội với những cáo buộc âm mưu bạo động. Một số thành viên khác của nhóm, bao gồm cả thủ lĩnh, đã không nhận tội và sẽ ra tòa vào cuối năm nay. Khoảng 800 người đã bị buộc tội tham gia vào cuộc bạo động ở Capitol, với khoảng 250 người đã nhận tội cho đến nay. Phát hiện xác tàu đắm hàng thế kỷ cùng kho báu tiền vàng ngoài khơi Colombia. Theo Reuters, những con tàu đắm cũ hàng thế kỷ chứa đầy kho báu tiền vàng đã được phát hiện ở ngoài khơi Colombia. Các quan chức hải quân Colombia đang tiến hành giám sát dưới nước đối với tàu San Jose bị chìm từ lâu và phát hiện thêm 2 con tàu đắm lịch sử khác gần đó. Một chiếc được cho là con thuyền thời thuộc địa Tây Ban Nha và chiếc còn lại được cho là từ thời Colombia, chiến tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha khoảng 200 năm trước. Tàu San Jose bị chìm vào năm 1708 gần cảng Catana vùng Caribe của Colombia. Một số nhà sử học tin rằng hàng hóa kho báu của nó có thể trị giá hàng tỷ. Ngoài những hình ảnh mới về con tàu đắm, còn có tiền vàng, đại bác cũng như các vật phẩm khác như bình hoa và đồ sành sứ. Các nhà chức trách đang nỗ lực nâng xác con tàu và đồ đạc của nó lên khỏi đáy biển để trưng bày trong bảo tàng.